Rồi, bắt đầu xuống dưới đây nè, ta quay cái tay ta luôn. Này cái khúc này. Xong rồi qua đây, đây quả táo. Đó, xong rồi bắt đầu bây giờ qua đây. Mở. Rồi, xé. Nhân bật cái đèn này lên được không? Bên kia. Bên kia kìa. Vậy là thấy hết rồi. Đi tổng đi con ạ. Dạ. Tổng coi mấy cái cọng á. Ok. Thì đây mình đây là một cái dòng sản phẩm Mac Studio. Đây là một cái dòng máy tính cao cấp của Apple. Cái phiên bản này thì mình mua là phiên bản sử dụng chip M2 Max. Được sản xuất năm 2023. Thì nhìn tổng quan đó, thì mình thấy cái máy thiết kế rất là đẹp. Máy này nó sẽ phù hợp với những cái bạn làm về cái lĩnh vực ví dụ như YouTube hay là cần phải render video nhiều á, thì mình có thể mình nghiên cứu cái máy này, cái dòng máy này. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn chi tiết luôn, theo một cái hướng là theo cái kiểu của mình là người dùng thực tế thôi, chứ không phải là kinh doanh hay gì hết. Thì sau một vài ngày mình sử dụng á, mình thấy khá là thích cái dòng máy này, ngoại trừ cái giá thành của nó khá là cao. Ở trên đây thì nó là một cái khối nhôm nguyên khối luôn. Nó giúp cho cái máy cảm giác rất là sang trọng, và mình cầm trên tay thì nó nặng lắm. Nó rất là nặng, nó khoảng chắc nó chả biết bao nhiêu ký, nó khoảng bao nhiêu ký. Ở đây thì có một cái đèn để báo tín hiệu này. Mặt trước, đây là mặt trước nha. Mặt trước ở đây là cái đầu để cắm thẻ SD card, tức là những cái thẻ mà của máy chụp ảnh á. Thì cái loại này là stereo, tức là dùng cho những cái người làm phim ảnh hay là âm thanh, thì họ sử dụng những cái thẻ SD ở tháo ở máy ảnh ra, tức là chụp ảnh xong rồi cắm thẻ vô đây để lấy trích xuất file ra rất là nhiều. Thì họ đưa ra trước vậy cũng là hợp lý, thiết kế rất là hay. Hai trước thì có hai cổng Type-C. Ở đằng sau á, bên hông thì không có cổng gì hết. Đằng sau thì ở đằng sau á, thì phía trên này á là loa nha. Ở trên này, phía trên này là loa này. Hệ thống loa của nó. Ở trên đây thì có bốn cổng Type-C. Ở đây là cái cổng internet. Đây là cái cổng để kết nối dây nguồn vô. Và đây là cái cổng hai cổng USB. Thì ở đây mình đang kết nối một cái bàn phím vô. Đây là cổng HDMI. Cổng microphone. Thì cái máy này nó sẽ phù hợp với những ai mà đã có sẵn cái màn hình rồi, tức là màn hình 4K, mình muốn mua thêm một cái CPU mạnh nữa để sử dụng trong công việc hàng ngày như mình đó, thì đầu thì có thể sử dụng máy này. Mình chỉ cần cắm cái cổng HDMI vô là nó sẽ hiện lên xuất phim hiện lên trên màn hình, hoặc là các bạn cũng có thể kết nối bằng cổng Type-C nữa, Type-C bên đây. Đây là một cái nút nguồn. Ở mặt dưới của máy á, được mặt dưới của máy á, thì ở dưới đây là cái hệ thống ở dưới đây, bên đây là cái hệ thống để làm mát đó các bạn. Để làm mát á, nó sẽ thổi quạt ra. Nhưng mà sau một thời gian mình sử dụng, mình render một số video 4K á, thì thấy máy chạy khá là êm và nó không có bị thổi cái quạt RAM quá mạnh, tức là nó không có bị thổi cái quạt ra phù như cái MacBook 2015 của mình, do khi mà chạy những ứng dụng render những cái file cao thì mình thấy nó không có bị thổi cái quạt phù ra. Ở dưới đây thì nó có cái thông số của sản phẩm này, thì ở đây họ ghi là sử dụng nguồn auto từ 100 cho đến 240V. Thì cái sản phẩm này á, với cái Mac Studio này á, mình có thể sử dụng ở bất kỳ quốc gia nào cũng được. Trong cái giải điện đó là nó sẽ hoạt động từ 100 đến 240V, thì coi như là mình có thể xách đi
đi đi đi du lịch hay là đi 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 công việc đó, mình có thể mang theo. Ví dụ đi khách sạn hay là đâu mình nghỉ dưỡng ở đâu đó, mình có thể cắm vô cái dây HDMI của cái tivi khách sạn và mình có thể sử dụng cũng được. Trên này có một cái logo của Apple. Và bây giờ mình sẽ kết nối vô dây HDMI của cái tivi. Quyển tivi thì các bạn sẽ thấy này, trên màn hình tivi nó đã xuất hiện rồi. Nó đã xuất hiện trên cái file ở trong cái máy của mình, nó bữa giờ mình làm á thì nó xuất hiện. Đó, thì cái màn hình này á, mình mua cái màn hình cái độ phân giải nó cũng không có được tốt mấy. Tại vì khi mà mình mua cái máy này nó nhiều tiền quá thì mình chưa có tiền để mình đầu tư cái màn hình. Màn hình này là chỉ là một cái TV LG cũ thôi, mình tận dụng lại để mình test thử làm thử. Thì hiện tại cái máy nó sử dụng cái hệ điều hành là hệ điều hành của Mac OS. Đây, Mac Studio nó sử dụng hệ điều hành của Mac OS và chip là lên thông số này, số chip là Apple Mac 2 Max. Mình sử dụng cái phiên bản này là RAM 32GB. Sonoma 14.2.1 là hệ điều hành mới nhất của Apple cho dòng cho các máy tính. Và hiện tại ở đây là mình đang trinh xuất trên cái file trên cái màn hình LG TV này. Đó, dùng lại. Bộ nhớ của nó là 512GB, ở đây nó thể hiện là 494GB. Đã sử dụng là 233 GB. Khả dụng nhé. Hiện tại thì mình đang render rất nhiều bên ạ. Theo mình thấy thì nó render tốc độ khá là nhanh. Tại vì mình đang sử dụng cái con MacBook Pro 2015 mà mình chuyển sang cái máy này, mình thấy nó render rất là nhanh luôn. Cảm giác nó nhanh mà máy chạy không có một tiếng động gì luôn. Không có tiếng động của cái quạt của cái quạt ở dưới đây này, không nghe tiếng gì luôn, rất là êm. Nối cái cổng kết nối thì mình đang kết nối với một cái bàn phím này. Các bạn có thể coi một cái bàn phím, một cái chuột không dây và một cái loa Bluetooth. Là Bluetooth. Thì khi mà họ bán cho các bạn đó là nó không bao gồm cái gì hết nha, chỉ nguyên một cái cục này thôi, giống ở trong cái hộp, trong một cái hộp thôi, không và dây nguồn thôi, chứ nó không, ngoài ra nó không có cái gì hết. Tất cả những bàn phím, màn hình hay gì là mình phải trang bị thêm, nó chỉ có một cái cục CPU như vậy thôi. Rồi, xin chào các bạn nha, thì mình sẽ ra những cái clip tiếp theo, phần 2 và 3, khi mà mình sử dụng thực tế với những cái phần mềm, mình sẽ test thử với những cái phần mềm render nặng, render 4K. Tức là làm những cái video 4K với cái máy này. Sau đó mình sẽ post lên những cái video tiếp theo. Các bạn đón xem nha.